sáng ngày 4 tháng 6 tại thị trấn Mường Khến, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trần Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình và đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường huyện đã đến dự. Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới năm 2019, tuần lễ biển và hải đảo năm nay có chủ đề ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta, nhằm truyền cảm hứng cho tất cả mọi người hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất, nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, sử dụng các công nghệ sản phẩm và các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, quản lý sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng, nhân dân trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và có những hành động thiết thực đối với công tác bảo vệ môi trường. Phát biểu tại lễ meeting, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, đối với huyện Tân Lạc, những năm qua công tác bảo vệ môi trường của huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng, song vẫn còn nhiều vấn đề mà cán bộ, nhân dân cần quan tâm khắc phục, như tình trạng san gạt làm thay đổi hiện trạng của đất, mức độ che phủ rừng chưa ổn định, một số nơi người dân vẫn đổ rác thải bừa bãi. Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng hãy chung tay góp sức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, có những hành động thiết thực, tích cực trong việc sản xuất, tiêu dùng, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn đa dạng sinh học. Hãy cùng nhau cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, lựa chọn và tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường. Đồng thời cùng với các cơ quan đơn vị trường học, các tầng lớp nhân dân tham gia làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, nơi họp chợ, công sở, trường học không vứt rác, chất thải bừa bãi ra đường và nơi công cộng. Hãy trồng nhiều cây xanh xung quanh môi trường của chúng ta đang sống. Ngay sau lễ meeting đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực với sự tham gia của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân, như tổ chức diễu hành, cổ động, trồng cây xanh tại trường tiểu học, tổ chức quét dọn thu gom rác thải tại các điểm nóng bức xúc về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.